xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui gặp lại mọi người trong kênh YouTube Làm Mình Tay của mình nha mọi người. Hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng xem cái anh gấp đất lẻ, anh sáng cạp mỏ vịt nha. Anh đang múc cái đất lên đắp lên bờ đê nha mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng trên cầu ha, mình quay nha mọi người. Cái mé bên sát bên mình đứng thì nó lại không đứng được đó mọi người, tại vì cây nó che hết rồi, thành ra mình đứng trực diện ở đây. Mình quay cho mọi người xem. Anh gấp đã chưa, mình xem anh sáng cạp này, ảnh múc nè, hay ghê ha. Đằng này chút một ha, đất ở đây thì hơi cứng chút nha mọi người. Quá dữ. Ở trước này gấp mà nó sao anh ngồi ăn cơm được hay ta. Nãy gung gình khó ăn chết luôn. Đó, ngon lành chưa? Đây anh cạo đất, anh đắp lên cái bờ đê nè. Bờ đê này nước giết nó bị xói mòn đó mọi người. Thành ra bây giờ anh cạp ha, anh tài công còn rất là trẻ mọi người, anh chạy chiếc sáng cạp mà điều khiển nè, rất là hay luôn. Đấy, đất này hơi cứng ha, thành ra anh cạp mỗi lần cạp anh nại ghê hồn không. Mọi người xem nè. Quá đã. Lên nước luôn ha. Cái sáng cạp nè. Cái sáng cạp này nếu mà thẳng thẳng tay luôn chắc cỡ ảnh dài cỡ mười mấy mét thôi. Anh sáng này nó múc buổi chiều ha, trời trời mát. Chị này là chị chủ rồi hay gì nè, mày ổi. Chị chủ chiếc sáng cạp á mọi người. Đang mày ổi ăn nè. Vui không? Ở đây là cái giường ổi của chị chủ nhà ha, của người chủ nhà ta trồng ổi nè. Ủa, chị đứng ăn ổi là cái chị chủ của cái sáng cạp này nha. Quá đã mọi người. Sáng cạp mỏ vịt này là mới bây giờ ha. Bây giờ có cái sáng cạp này thì nó anh em ta làm nó cũng nhanh gọn hơn. Ngày trước có cái sáng cạp kia, sáng dây mọi người. Sáng dây thì nó điều khiển hơi khó hơn chút. Sáng dây thì thường sử dụng cho cái lớn, cái gấp lớn. Rồi còn có thể cần mấy ấy nè. Cái sáng cuốc đó mọi người. Sáng cuốc thì bây giờ đã sử dụng luôn. Thì mỗi cái nó có một cái công dụng khác nhau ha. Sáng cuốc thì thường người ta để dính đất, múc đất gần đồ á, ta múc vô xe đồ á. Con này thường là ở dưới nước nè, cái mỏ vịt này thường là múc ở dưới nước. Wow. Anh em đứng trên cầu ha, thành ra nó giờ xe chạy tới lui là gung gình hết mọi người. Anh này ở sau ngồi anh cầm cái bánh lái nè. Con này là anh tài công chính nè, quá giỏi.
Hiện tại giờ là cỡ hơn 5 giờ chiều nha mọi người. Ở đây cũng có nguyên bầy vịt nè mọi người. Đây nuôi vịt rất là nhiều ha. Đó. Vịt nuôi thấy ham không? Cái này vịt nuôi còn nhỏ ha. Cái con này còn nhỏ. Đây. Quá vịt luôn à. Thường sáng gặp nó làm buổi mát ha, trời mát ha. Trời mát trời này làm thì nó khỏe. Chứ nắng lên là mệt lắm. Rồi. Nhìn lại chiếc sáng gặp mũi vịt này nốt nhìn đảo quá. Quá chuyên nghiệp. Đó, anh dứt từng cục một, anh sắn từng cục một ha, anh quăng vô đó. Anh đi gần tới đây nè. Em ngồi xem lần nữa ha, ở đây nuôi vịt rất là nhiều. Vịt này còn nhỏ mọi người. Vịt con. Ken hết trơn ha, cũng có mấy trăm con đó. Bình thường nhà anh chị này nuôi cũng có ngàn con. Anh này anh đắp chuyên nghiệp ghê không? Anh đắp là nổi lên luôn á. Em đi lên quay cái chị chủ của chiếc này cho mọi người xem ha. Chị đang ngồi nãy giờ chị ngồi ở đây rồi. Ủa thì đâu mất tiêu rồi. Ủa đi vào nhà luôn hay gì vậy? Quá rồi. Anh em biết trong video anh em nghe được cái tiếng của cái sáng cạp nào không ha? Chứ ngoài nghe rất là đã ha. Đây là cạp bên nhà mình luôn nha mọi người, mình không đi xa ha, sát bên nhà luôn. Nghe cái tiếng của cái sáng cuốc này là nghe chịu không nổi rồi, chạy ra quay cho anh em xem luôn. Như ngã luôn trời, dữ không? Gió lên nè, đầu giờ gió lên nè. Gấp cái cục nào cũng phải là chất lượng ha. Quá hay. Cái này để coi. Chắc anh gấp sắp tới tối quá. Để xem cái ảnh. Anh gấp cái này anh có làm cho nó thẳng luôn. Bờ đây bên đây là nó bị xối vô mọi người đó. Ngoài xem là đất này nè, giờ xối lúc trong luôn. Bây giờ anh phải múc cái này để anh đắp lại ha, chứ không là nó lớn vô trong luôn á. Nhàn hạ ghê không, tên ha.
Đó, nãy giờ anh đắp, nãy giờ mình mà anh em thấy nó nổi lên đó ha. Có đất rồi đó, có bờ đê ra rồi. Quá hay. Anh em xem video của Long, anh em nhấn cho Long một like, một share và đăng ký kênh nha. Để ủng hộ Long cũng như để nhận thật nhiều video mới nhất từ con Long miền Tây của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Thôi giờ anh cũng gấp vậy ha, trời cũng chuyển tối rồi. Mình kết thúc được video đây nha mọi người. Anh gấp ở đây anh cũng che mặt cái này. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây. Trên này chiếc S. Bánh bao đây của bác ơi. Bánh bao nóng hổi đây. S280. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi. Dài cỡ mười mấy mét. 14, 15 mét gì đó, mình đó thôi mọi người. Ồ, nghe luôn à. Nghe luôn. Nghiêng luôn. À. Nó đất nó hơi yếu à. Còn bụng sình không à. Nghiêng luôn rồi. Ồ. Nghiêng luôn rồi. Móc ở ngoài là đất rất là cứng ha. Nhưng mà bạn phải cong mình luôn á mọi người. Khói quá khói à. Ở này khói bếp mà. Đó. Bây giờ anh xung rồi nó chơi dữ rồi đó. Chơi lớn luôn rồi đó. Bầu trời bữa nay mọi người chiều nè đó, còn thấy nắng không, nắng chiều ha. Đây là dịch nè đấy, đây sáng cốt. Thôi ok vậy đi, kết thúc video đây nha mọi người. À, anh em xem sáng cuốc thì đó, thấy hay thì nhắn cho Long một like, một share và đăng ký kênh nha. Thôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nhé.